Thưa quý vị, trước thực trạng các vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên tuyến quốc lộ 20 trong thời gian vừa qua, chiều qua Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Theo nội dung ký kết, lực lượng cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, công an các huyện dọc tuyến quốc lộ 20 của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến, phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, điều tiết giao thông và phối hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác khi có yêu cầu. Lãnh đạo công an hai tỉnh cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện có tuyến quốc lộ 20 đi qua tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chở quá tải.